Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục về giới trẻ. Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục về giới trẻ tại quảng trường Thánh Phaero với sự tham dự của khoảng 30.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, có Đức Hồng Y Lorenzo Badiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng Y Cezo da Rocha, tổng tường trình viên thượng hội đồng, khoảng 50 hồng y, một số thường phụ, gần 200 giám mục và khoảng 100 linh mục. Trong bài giảng lễ, dựa trên lời của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sai đến nhân gian Thầy sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ nhắc nhở anh em tất cả những gì Thầy đã nói với anh em. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc giúp các môn đệ luôn sống những ký ức về Thầy Giêsu, giữ lòng nhiệt thành với thầy của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các nghị phụ và cộng đoàn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để người mở tâm trí mỗi người với những ước mơ, hy vọng và trao chuyển cho giới trẻ là những người có khả năng tiên tri và viễn tượng cuộc sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần để các nghị phụ có khả năng phân định các con đường của Chúa Thánh Thần. Đức thánh cha cũng xin các nghị phụ hãy cùng lắng nghe nhau để cùng nhau phân định điều Chúa đang muốn nơi giáo hội của người. Đức thánh cha nhắc lại lời thánh Phaolô trong bài đọc thứ nhất: "Mọi người không tìm kiếm sự quan tâm của riêng mình mà còn của những người khác là thái độ cần có của các nghị phụ." Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nghệ phụ hãy chuyển trao cho các người trẻ sứ đẹp của các nghệ phụ của Công đồng Vatican II mà nhiều người trong các vị đã nhận khi còn trẻ.